chào bạn, hôm nay mình có quay trở lại với cộng đồng Quốc tế Việt Nam thì có một bạn bạn đặt ra một câu hỏi rất là hay. Đó là một người bạn Lê Đức Anh. Bạn ấy đưa ra một hình vẽ bạn sưu tầm ở trên mạng và được rất là nhiều bạn quan tâm và đưa ra những ý kiến góp ý comment ở trên này. Thế thì hôm nay mình thấy là đây là một cái chủ đề có vẻ rất là nhiều bạn quan tâm, thì mình cũng đã từng lúc nãy mình cũng đã tải về và suy nghĩ theo là vẽ hình này nó như nào mà các bạn lại có cái nhiều cái ý kiến tranh luận như vậy. Nên mình cũng suy nghĩ một lúc và mình quyết định là sẽ đã tìm ra cái cách của riêng mình và mình thử thể hiện lại cái hình vẽ này đấy lên trên AutoCAD để các bạn sẽ cùng đánh giá và trao đổi thêm. Đấy, thì đây là một câu hỏi của bạn Lê Đức Anh. Đấy, bạn ấy cũng mong muốn là góp hình ảnh này để giao lưu với tất cả anh em trong group thôi, không có ý định là làm bài kiểm tra hay là bài thi hay là một bài công việc gì cả. Đấy, ok, thì mình đã tải hình này về rồi, mình mở trên phần mềm ở đây. Đấy, hình này thì đặc điểm của nó là có một cái sự đối xứng trực của giữa này. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng vẽ theo kiểu là bên một bên trước, đấy, bên còn lại chúng ta sẽ đối xứng nó sau, ok không ạ? Thế đấy là ý tưởng của mình. Thế trước tiên thì chúng ta vẽ thì mình sẽ thử phân tích hình này một chút này. Thì mình có quan sát thấy ở đây nó có một hình chữ nhật. Đó, nhật 130 và cái này là 524 là 110 đúng không ạ? 110. Đấy, và nó có kiểu tay trên và cái kiểu tay ở dưới này. Đấy, ngoài ra nó có các cái đối tượng rời rạc khác, ví dụ đường tròn ở giữa này và các cái đường tròn con hay là một cái hình rectangle ở đây. Thế thì chúng ta sẽ cùng tiến hành vẽ bắt đầu từ những cái hình tổng thể trước và đến các cái kiểu tay là 1 này, 2 này, 3 này, được chưa? Sau đó ta đi xong ta mới đối xứng ra bên sang bên còn lại này. Đấy là ý tưởng của mình. Rồi bây giờ chúng ta cùng mở AutoCAD lên. Đây, hình này đầu tiên là 130 nhân với lại 110. 130 110. Ở đây mình hiệu chỉnh unit là về 2 số 0, bởi vì mình có phát hiện thấy ở trong cái hình này là nó có một cái số rất là lẻ. Mọi số khác đều chẵn nhưng riêng cái số 15.44 này lẻ, nhưng thôi mình sẽ tôn trọng tác giả đưa ra đề bài nên mình sẽ để cái số thập phân là 2 chữ số 0 unit này. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ vẽ cái gì tiếp theo ạ? Bây giờ mình sẽ vẽ cái hai kiểu tay này nhá. Thì hai cái này thì ở đây mình thấy là cái này là R20 đúng không ạ? Thì tương ứng cái này cũng là 20 này và bên trong là R8. Rất là dễ để vẽ được hình này. 20. Đó, và di chuyển. Ở đây mình dùng lệnh tắt nên là có thể là không giống với những cái lệnh mặc định của AutoCAD, như lệnh vừa rồi mình chỉ là lệnh mua là lệnh quy. Cái này là do cá nhân của mình đổi thôi. Bên trong là R8 đúng không ạ? Và trùng với tâm của ông bên trong. Đấy, các bạn thấy không ạ? R8 là trùng tâm này. R20 này. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo ạ? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ tiếp cái kiểu tay ở phần trên này. Đây là R15. Mình lại vẽ ra một cái ông làm R15. Và ta lại mua cái điểm góc phần tư, góc 12 giờ này vào. R15. Thế ở trong này nó có ông ở bên này, bạn thấy khoảng cách ông này là bằng 9 đúng không ạ? Bằng 9, thế thì ở đây nó có khoảng cách như vậy thì bạn sẽ tương ứng với cái đoạn này nó sẽ bằng 9 này. Đấy, bạn sẽ offset vào cho mình, offset này bằng 9. Đó, offset vào trong bằng 9. Ra thu được hình bên trong. Ở đây nó cho tiếp một thông số dữ liệu là 15.44, nó tức là khoảng cách đấy, cái độ rộng này là 15.44. Đấy, mình cũng cái đường này tạm thời mình bỏ ra ngoài nhé, sau này mình mua lại sau. Ở đây mình tích vào đây này là 15.44, chuẩn nhận chính là 15.44 rồi. Và hình này thì sao ạ? Đây, hình này 15.44 này, cái đường này nó đối xứng với đường này qua cái trục này đúng không ạ? Qua cái trục 15.44 này mình sẽ đối xứng nó xuống, đối xứng cái MI này xuống này, bắt vào trung điểm của 15.44 này, chọn nâu nhé, nâu để nó giữ lại đối tượng gốc này. Đây, bây giờ mình nối hai ông này lại với nhau. Nối đấy, trung điểm của nó vào trung điểm bên kia. Tức là góc phần tư 3 giờ và 3 giờ và 9 giờ và 9 giờ. À, bây giờ mình sẽ dùng lệnh trim. Đấy, mình làm rất là cẩn thận đấy các bạn. Đúng chưa ạ? Vậy là chúng ta thu được hình bên trong này. Tiếp theo, ở đây mình sẽ mua lại hình cũ này, hình tổng này vào đây.
các bạn thấy được này. Tiếp theo là cái phần tay ở dưới thì cái đoạn này có phải là cũng là bằng 9 đúng không ạ? Đấy, thì mình cũng offset ra một cái là bằng 9 luôn. Offset ra ngoài bằng 9. Đấy, và cái đoạn này nó nối nhau ở một đoạn thẳng. Thì mình cũng làm tương tự như vậy. Tích vào đây, nối vào đây. Thẳng nhận. Bây giờ mình lại chim. Chim này đi. Đấy, chim tiếp. Rồi, đến bây giờ thì ở đây chúng ta là có một cái tay nó gần xong rồi. Bây giờ làm sao xác định được cái đường này? Được chưa? Đấy, làm sao xác định được cái đường này? Đường này thì ở đây các bạn thấy là 40, 20 và 50 này. Bây giờ mình sẽ vẽ cái này xuống là 40. Cái này là 20. À, tiếp là 50. Đó, ba đoạn. Đầu tiên là đoạn 40 nó kéo dài sang này. Đây, kéo sang. Từ đây này là 40. Thế làm sao xác định được cái điểm chéo ở đây đúng không ạ? Thì bạn để các bạn thấy là đường 40 nó kéo dài sang như thế này. Vậy thì cái điểm cắt nó làm sao để xác định được cái điểm cắt ở đây đúng không ạ? Đó là một cái câu trả lời, một cái câu suy luận rất là hay. Thì ở đây mình có, ở đây nó không cho kích thước cụ thể nhưng mình có thể suy luận ra là cái đoạn này nó song song xuống này. Đấy, và các bạn thấy cái cạnh này, cái cạnh này nó khá là giống nhau đúng không ạ? Nó kiểu như là gần bằng nhau. Đó thì mình sẽ xác định cái này R bằng 20. Tức là nó sẽ kéo sang đây cũng là 20, nó đi lên. Đấy. Tức là nó chính là cái cạnh này đi lên. Đấy, và nó giao ở cái 40 ở trục này. Vậy là chúng ta đã có gì? Có được cái điểm giao. Nó chính là cái điểm này. Bây giờ các bạn vẽ đường line và nối vào, bắt tiếp tuyến vào cái đường tròn ở trên này là ok đúng không ạ? Đây, bỏ F8 đi và nhớ bật tính năng bắt điểm. Nhớ bật tính năng bắt điểm để nó bắt được hình ra cái điểm tâm tiếp tuyến như này nhé. Đây, trong bảng OS. Trong bảng OS. Đây, nó là cái tính năng target này. Thì bạn nhớ mới bắt điểm nhé, chọn vào target này. Bật F3 lên, bạn vẽ line này. Đấy, gióng. Khi nào nó hiển thị cái tâm là cái ta gần đó thì là chuẩn xác. Đấy, bạn tắt này đi. Chim. Được chưa? Chim. Xóa này đi. Đó. Thế bây giờ cái dưới thì bạn sẽ làm như nào các bạn? Cái dưới thì cũng có một lục dao với ông 20 này, bạn phải dễ dàng tìm ra luôn. Chính là ông này, được chưa? Và các bạn kéo xuống dưới này. Đấy, nó hiện ra cái tâm ta gần ở đây. Chính xác luôn. Đấy, bây giờ các bạn có thể làm gì ạ? Chim. Bây giờ chim cái phần bên trong này đi. Đó, vậy chúng ta đã có được hai cái kiểu tay này rồi. Đấy, cái đường kia thì chúng ta còn giữ lại không ạ? Đấy, ra explode cái hình chữ nhật này ra nhá. Xóa đường này đi. Bây giờ làm sao? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ tiếp là cái R bằng 8 này, mình sẽ copy đặt ra ngoài này. Một cái R bằng 8 này. Tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ vẽ cái bên trong này nha. Xử lý. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý bên trong này R bằng 24 này. Đấy. Có một cái R bằng 6, một cái là bằng 3, 135 độ. Bây giờ mình cứ vẽ một cái là 24 lần trước. Tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là khoảng cách là từ điểm này đến điểm này là bằng 3. Cái ông này là R bằng 6, mình vẽ một cái ông R bằng 6 đã. Ok chưa ạ? R bằng 6 này. Cái khoảng cách là từ cái điểm này đến điểm này bằng 3. Đó. Cái này là song song xuống. Vậy chúng ta phải có cái điểm gì ạ? Kéo ra ngoài là bằng 3 được chưa ạ? Và từ đây kéo ra bằng mấy? Bằng 3. Bây giờ ta nối cái này vào này. Nối cái này vào này. Có vẻ chúng ta đã chim được cái này đi ạ. Có vẻ cái đoạn này bằng 3 chưa ạ? Đó. Ở đây nó là cái này bằng 3 nhá. Chứ không phải là nó nối từ cái điểm tâm này đến điểm cạnh này bằng 3 đâu ạ. Hai cái này khác nhau đấy ạ. Hai cái này cùng trùng nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nối vào đây. Cả mu gần vào đây. Ở đây các bạn vẽ cho mình một cái đường nó giao cắt với đường tròn nhá. Đây. Sau đó các bạn sẽ quét cái hình này. Như này, quét từ phải qua trái này. Các bạn mu này. Bắt vào đúng cái điểm giao của cái đường vừa mình vừa vẽ vừa rồi khi nãy. Đó. Xóa đường này đi.
Giờ bạn làm gì tiếp theo ạ? Sáng này đi. Sáng này đi. Giờ bạn array cho mình. Quét các cái đối tượng này, các bạn gọi lại array classic cho mình. Đó, chọn tính năng là full array này. Chọn tâm array là cái tâm đường tròn này. Tiếp theo ra cái gì ạ? À, trước khi array các bạn vẽ cho mình một cái điểm tâm ra đây, nối như này. Đấy, các bạn quét chọn cả hai cái này cho mình, các bạn array đi. Array, chọn đối tượng là 8 cho mình nhá. Và bắt tâm array chúng là tâm bắt vào tâm của đường tròn. Được chưa? Đây. Hình như bị lệch rồi. Nhớ tích kiểm rotate item ở copy này và bạn nhấp ok cho mình. Đấy, nó sẽ ra được kết quả như này. Thì tại đây rồi các bạn có thấy là nó nằm ở cái góc này đúng không ạ? Thì bạn sẽ xóa hết tất cả hình kia cho mình. Đó. Sáng này. Sáng này. Sáng này. Và chim. Chúng ta đã có được bên trong này. Bây giờ chúng ta sẽ move vào trong cái hình gốc này ở đây. Đây chúng ta sẽ có được cái trung điểm nó. Trung điểm của hình chữ nhật khi nãy. Giờ sẽ move vào đây. Giờ move vào thì các bạn thấy là cái điểm tâm này nó sẽ nằm ở đâu ạ? Khá khó chịu khi nó lại không cho cái vị trí của điểm tâm này. Từ đây mình thấy là cái điểm này nó kéo sang này. Kéo xong xong ra. Mình thấy là cái 20 nó chia khoảng tầm là 4 đoạn. 1 đoạn này, 2 này, 3 là 4 và nó sẽ nằm chính ở cái đoạn 3 đoạn 4 ở phía trên này. Tức là 20 chia 4 khoảng tầm 5 này. Đây. Mình sẽ dùng lại DIV này. Đấy, chọn cái tính năng này và chia làm 4 đoạn. 4 đoạn bằng nhau. Chọn DDV time. Lựa chọn cái dấu X này để thấy đoạn ở đây. Được chưa? Và nó chính là cái vị trí này. Các bạn move vào đây. Bắt vào điểm này. Được chưa? Ở đây mình áng chừng theo cái đề bài nó đưa ra và thực ra thì thông số nó không có. Bạn xóa đường này đi. Xóa đường này đi. Ra chưa? Đó. Ở đây bạn thấy là vẽ cái R bằng 8 này như nào. Còn cái hình cuối cùng này thôi. R bằng 8 này bạn thấy là cái điểm. Cái điểm này mình để ý thấy là nó trùng với cái điểm ở trên này. Trùng vào cái R bằng 6 này kéo xuống. Và nó giao với ông này. Đấy. Thì nó sẽ ra được cái điểm tâm của R8 này. Bây giờ bạn kéo xuống như mình làm. Đây. Đó, kéo như này. Và bây giờ bạn sẽ thì mua cái ông R8 mình vừa nhân đôi khi nãy ra đặt vào đây. Và xóa ông này đi. Ok chưa? Khá là ok rồi. Bây giờ là công việc của bạn là gì? Cái này ông này là 30, cái này là ông này là 60, 60 tính từ giữa vào này. Ok, tạm thời mình chưa vẽ cái đấy vội, mình mới đã mới chúng cái cạnh trên của hình chữ nhật kia mình vẽ ở đây. Đó, chọn nào. Xóa ngay đi. Người ta đã có được cái phần bên tay phải này rồi, rất là nhanh chóng đúng không ạ? Kiểm tra này phải 15.44 đúng không ạ? Chuẩn này, cái này bằng 9 đúng không ạ? 9. Đúng theo đề bài luôn. Bây giờ vẽ cái hai cái dưới cùng là từ đây vào đây là 30 đúng không ạ? Ok, mình sẽ vẽ xuống này. Offset là 30 này. Và hình chữ nhật này là bao nhiêu ạ? Là 60, offset và là 60. Ok. Sang. Cái này lên cao là bao nhiêu ạ? Ở đây mình nghĩ nó là cái khoảng cách bằng cái này nó sẽ còn chia đôi nhá. Đây mình chả biết là bao nhiêu, mình sẽ chia đôi đi. À, chia đôi này, offset này lên. Offset là bằng từ đây to đến đây. Đấy, offset lên. Đấy, các bạn có thể mua hai cái này cao lên. Sau đó thì chim. Đó. Khá là ok. Vậy là trong một ít phút gọi là thao tác lệnh, chúng ta đã thu được một cái hình với kết quả. Mình nghĩ là nó cũng chính xác đến tầm 99% so với đề bài rồi.
giờ còn đêm thôi đúng không ạ? Đêm ok, cái phần này mình sẽ không không có làm đêm nữa bởi vì thời gian nó không có nhiều. Đấy, thì hy vọng là cái bài này nó cũng sẽ giúp được các bạn giải quyết được vấn đề phần nào đó trong cái bài mà các bạn thắc mắc và có thêm kinh nghiệm vẽ. Đó. Một lần nữa thì mình cùng xem lại kết quả này. Đây mình sẽ chia cái hình này nó đậm lên, chưa? Ở đây mình sẽ vẽ một cái trục đối xứng này. Vẽ một cái trục đối xứng như bạn nhìn thấy. Cho nó dễ. Và cái tâm này là tâm nó ngang. Tâm khoảng 0.5. Không phải được 3 đâu. Đó, vậy là chúng ta đã thu được cái hình như hình mẫu. Ok, có thể không tồi lắm đúng không ạ? Rồi, video cũng tương đối là dài rồi. Xin cảm ơn các bạn đã đón xem video này và chúc các bạn sẽ thực hành lại cái hình này nó sẽ là thành công. Xin cảm ơn các bạn, xin chào.